Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện ly kỳ đã xảy ra ở huyện Vĩnh Châu khiến cho dư luận không khỏi xôn xao. Nhân vật chính là một thanh niên khỏe mạnh nhưng đột ngột bị biến dạng, thay đổi vô cùng khủng khiếp. Bàn chân, bàn tay dài quắp queo và thân thể nổi lên từng vảy trắng bong chóc như da rắn. Mọi chuyện chỉ thay đổi sau một lần người thanh niên này ăn thịt rắn. Vậy thực hư câu chuyện ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thời gian qua, dư luận ở Sóc Trăng xôn xao về trường hợp một thanh niên ở ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, huyện Vĩnh Châu ăn thịt rắn, sau đó chân tay, cơ thể đều bị biến dạng. Để thỏa lòng hiếu kỳ, nhiều người trong và ngoài tỉnh đã xỉ tay nhau tìm bằng được địa chỉ để tận mắt thấy người hóa rắn bằng da bằng thịt. Thậm chí nhiều người còn cố tình tung ra những đồn đoán ly kỳ, nhuốm màu tâm linh, huyền bí về nguyên nhân căn bệnh lạ lùng này. Thực hư câu chuyện thế nào? Có phải người thanh niên nọ ăn thịt rắn nên phải hứng chịu căn bệnh kỳ lạ? Đến trung tâm chợ Vĩnh Châu, thị xã Vĩnh Châu, dù cách địa phương nhà người rắn đến 12 km, nhưng hỏi anh Sang thì bất cứ ai cũng có thể rành rọt kể. Ông Đỗ Tất Hai, 65 tuổi, làm nghề lái xe ôm ở chợ Vĩnh Châu, không mấy bất ngờ khi chúng tôi đề cập câu chuyện trên. Ông kể, cả ở vùng này chẳng ai không biết chuyện anh thanh niên ở làng Vĩnh Hải bị biến dạng sau lần ăn rắn. Thực ra ban đầu tôi cũng không tin, vùng này xưa nay rắn rết nhiều lắm, hàng trăm năm nay người ta ăn rắn hà rầm mà, đâu ai bị hóa rắn gì. Vì vậy, theo đoàn người hiếu kỳ tìm sang Vĩnh Hải xem, lúc vào nhà thấy anh thanh niên nằm trên giường, chân tay co quắp, người mọc đầy vảy như rắn. Vừa dứt lời, một bà lão bán hàng rong cạnh bên liền chen ngang với giọng e dè. Chú mà lỡ yếu tim thì nên quay về đi, rất nhiều người từng đến xem, sau đó về, không ăn nổi cơm đấy. Ông Phùng Đức Lân, Phó Bí thư chi bộ ấp Vĩnh Thành B, hướng dẫn vào gặp gia đình người rắn. Nhiều năm sống với đồng bào Khmer, ông khá am hiểu văn hóa nơi đây. Người Khmer rất sùng tín và rắn Naga là biểu tượng linh thiêng được tôn thờ. Theo nghĩa tiếng Phạn, rắn Naga chín đầu là rắn hổ mang, được xem như thần rắn, nếu ai xâm phạm sẽ bị trừng phạt. Chính vì thế, những người dân trong vùng lâu nay đều cho rằng người thanh niên nọ bị trừng phạt vì đã xâm phạm đến rắn thần. Dừng trước cổng nhà ông Lâm Mách, 59 tuổi, cha của người thanh niên hóa rắn. Ông vừa từ ngoài đồng về với bộ quần áo rách tả tơi, lấm lem đầy bùn đất. Ông Mách nguyên gốc người Khmer, không học vấn, mưu sinh bằng nghề bắt cua đồng suốt nhiều năm qua. Trong gia đình, tất cả 6 miệng ăn đều trông chờ vào một mình ông. Cuộc sống vất vả, ông chịu được. Nhưng nhiều năm nay, ông suy sụp bởi sự bất lực nhìn đứa con mắc căn bệnh lạ, không rõ nguyên nhân. Hàng ngày phải đau lòng chứng kiến nhân dạng đứa con, ông như đứt từng khúc ruột. Nhân dạng thay đổi khủng khiếp sau khi ăn rắn độc. Câu chuyện người đàn ông khốn khổ bắt đầu, ông Mách kể. Cách đây 9 năm, con trai mình là Lâm Văn Sang, sinh năm 1986, vốn là một thanh niên khỏe mạnh. Vì nhà quá nghèo, chẳng được học hành, lại không đất cày cấy. Từ nhỏ tới lớn, Sang đều phải đi làm mướn, phụ giúp gia đình. Thời điểm xảy ra chuyện, Sang đang giữ đầm tôm cho một người dân ở ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải. Hôm đó, đầm tôm vừa thu hoạch, chủ cho nghỉ, Sang về nhà mấy hôm. Vốn siêng năng ở nhà không đặng, Sang tranh thủ xách giỏ ra đồng, đi soi kiếm cua ếch về, cải thiện bữa ăn cho cả nhà. Bữa đi soi đó, Sang tình cờ bắt được một con rắn màu đen, nặng khoảng 0,5 kg. Không nghĩ ngợi gì, Sang bắt con rắn về nhà, kêu mấy anh em trong xóm làm thịt, hầm củ giềng. Bữa nhậu có khoảng 5-6 người tham gia, mọi người bày chén đũa ra cụng ly với nhau rất vui vẻ. Ai cũng khen thịt rắn ngon. Hôm đó, anh Sang hơi mệt nên uống ít rượu và chỉ ăn một vài miếng thịt rắn cho vui với mọi người rồi đi nghỉ. Nhưng đúng 10 ngày sau, trên người anh Sang xuất hiện những nốt mủ to như hạt đậu. Những nốt ấy rất ngứa, khi lấy tay gãi thì có nước chảy ra. Gãi tới đâu, nước dỉ ra tới đó. Do nhà nghèo và chủ quan, anh không đi khám ở trạm y tế xã hay là bệnh viện mà chỉ dùng thuốc nam. Ai chỉ kê thuốc gì, anh và gia đình đều tìm cho bằng được để chữa trị. Nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Mẹ anh Sang là bà Lâm Thị Hiên vẫn còn nhớ như in. Ban đầu trên người Sang nổi mụn và bị chảy nước. Theo thói quen tôi sắc thuốc nam cho uống thì những nốt mụn không chảy nước nữa nhưng lại chuyển sang nổi sần sùi trên da như vảy nến. Ban đầu ít,
về sau lan rộng ra toàn thân, gãi là rời ra, nhưng lại mọc lớp khác ngay sau đó. Những lớp da chết liên tục mọc rồi rụng như thế, dù làm cách nào cũng không khỏi. Theo ông Lâm Mách, trong 2 năm đầu bị bệnh, anh Sang vẫn đi lại được bình thường. Nhưng sau đó, chân tay anh có dấu hiệu bị teo lại và co quắp không thể cử động. Từ đó anh phải nằm yên một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân của Sang đều phải nhờ người nhà giúp đỡ. Bà Hiền kể, từ 7 năm nay, cháu nó phải nằm một chỗ như vậy, tóc dài ra, gia đình phải dùng kéo cắt bớt cho gọn. Móng tay móng chân dài ra rất nhanh, thường từ 7cm đến 10cm. Hồi trước, khi thấy móng tay móng chân cháu dài ra, tôi lấy kéo cắt cho gọn. Nhưng lạ là khi cắt vào móng thì thấy máu chảy ra từ móng. Sợ quá nên là tôi không dám cắt nữa. Chúng tôi bất lực nhìn móng tay móng chân cháu mọc dài ra, rồi tự rụng và lại mọc lên móng mới. Nhìn đôi tay co quắp của Sang không khỏi rùng mình, dù đầy đủ ngón nhưng tất cả đều dài hơn bình thường, biến dạng. Cũng chính vì điều này, nhiều người sau khi chứng kiến đều cho rằng đó là hậu quả do Sang ăn thịt rắn. Sang nằm liệt một chỗ, tuy đầu óc vẫn bình thường, nhưng tiếng nói thì khò khè trong miệng, mãi không thốt ra được. Từ ngày con bệnh, do quá nghèo nên gia đình ông Lâm Mách chưa một lần đưa Sang đi bệnh viện tỉnh để thăm khám. Bà Hiên buồn rầu cho biết, nhà nghèo quá nên gia đình chỉ đưa cháu lên đến bệnh viện đa khoa thị xã Vĩnh Châu khám, nhưng các bác sĩ không biết bệnh gì nên cho về. Muốn đưa lên bệnh viện tuyến trên, nhưng trong nhà không khi nào có nổi vài trăm ngàn, không thể đi được. Đem câu chuyện anh Sang ăn thịt rắn rồi ngã bệnh hỏi thăm nhiều người dân ở địa phương, ai cũng cho rằng đó là một chuyện rất lạ, chưa từng xảy ra ở vùng quê này. Theo cán bộ y tế xã Vĩnh Hải thì đến nay vẫn chưa có cơ quan đơn vị chức năng nào đến thăm khám để kết luận anh Sang mắc phải căn bệnh gì. Vì vậy, 7 năm nay, gia đình ông Lâm Mách đau khổ và bất lực nhìn đứa con nằm một chỗ, héo mòn da thịt. Bệnh do di truyền. Rời ấp Vĩnh Thành B mang theo những câu hỏi xót xa như cha mẹ Sang và những người dân nơi đây. Chuyện anh Sang ăn thịt rắn rồi bị trừng phạt vi phạm đến thần linh chắc chắn là tin đồn nhảm nhí, thiếu căn cứ khoa học. Vấn đề là với những biểu hiện bệnh bất thường nói trên, anh Sang mắc bệnh gì, nguyên nhân ra sao và liệu y học có thể giúp chàng thanh niên nghèo thoát khỏi cảnh nằm một chỗ chờ cái chết ập đến. Qua thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Gia Liễu đánh giá, căn bệnh anh Sang mắc phải thực chất đây là bệnh vảy nến khớp. Biểu hiện của bệnh này có thể thấy da anh Sang ửng đỏ, chóc vảy toàn thân, tay chân co quắp, móng tay dài ra. Giai đoạn đầu của vảy nến khớp sẽ khiến bệnh nhân bị sưng viêm ở các khớp tay, chân, cột sống, nên rất đau, người bệnh không di chuyển được. Do anh Sang không được điều trị đúng cách ngay từ đầu nên bệnh đã chuyển biến xấu. Chân anh Sang bị biến dạng chứ không phải dài thêm như mọi người đồn đoán là do ăn rắn nên dài ra như rắn. Bác sĩ Hào cho biết bệnh này liên quan đến di truyền, đến một số gen khi gặp điều kiện thuận lợi nên phát tán. Cụ thể, người chị ruột của anh Sang hiện tại cũng bị chóc vảy nến ở da đầu. Qua thăm khám, chúng tôi đã tiến hành giáo dục sức khỏe cho người dân, khẳng định căn bệnh này không phải do thần rắn trừng phạt như lâu nay dư luận vẫn đồn đoán. Chúng tôi cũng tiến hành làm xét nghiệm máu cho anh Sang, chỉ định mạng lưới da liễu cấp y tế của địa phương điều trị thích hợp cho anh Sang. Tuy nhiên, vì các khớp của anh Sang đã cứng hết nên chỉ điều trị triệu chứng, điều trị nhiễm trùng, khó phục hồi lại được như ban đầu. Chúng tôi khẳng định đây là dạng bệnh không hiếm gặp, nhưng bệnh anh Sang là căn bệnh nặng nhất mà chúng tôi từng tiếp nhận. Bác sĩ Hào nói. Thưa quý vị, câu chuyện người hóa rắn cuối cùng cũng đã có lời giải, chỉ là những tin đồn thổi vô căn cứ. Sau khi được các cơ quan ban ngành hỗ trợ thì người thanh niên đã được đưa đi khám và điều trị tại bệnh viện. Vụ việc trên cũng là lời cảnh tỉnh cho những người quá mê tín dị đoan mà tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ. Tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.